Như bạn có thể thấy, khoản đầu tư ban đầu mà công ty phải bỏ ra là từ 320 cho đến 380 triệu euro. Tuổi thọ ước tính của nhà máy là 10 năm. Để cho đơn giản thì chúng ta sẽ cho rằng tất cả tài sản mà công ty sẽ đầu tư đều sẽ được khấu hao trong 10 năm. Đây thường không phải là cách mọi thứ sẽ hoạt động trong thực tế, bởi vì trong thực tế thì chúng ta sẽ có các loại tài sản khác nhau. Tuy nhiên là trong bối cảnh của bài học này thì chúng ta chưa thực sự cần thiết là phải đưa vào các tính toán phức tạp. Ở phía dưới thì chúng ta có thêm một trường dữ liệu nữa. Đây là kế hoạch đầu tư và nó cho chúng ta thấy số tiền đầu tư ban đầu sẽ được phân bổ trong các năm như thế nào. Công ty sẽ chi 100% khoản đầu tư của mình trong các năm 0, năm 1 và năm thứ 2. Sau đó, mỗi năm thì chúng ta sẽ chi thêm 3% cho chi phí nâng cấp hàng năm. Ở đây thì chúng ta có một bảng hạch toán tài sản cố định mà chúng ta vô cùng quen thuộc. Tài sản cố định đầu kỳ cộng với chi phí nâng cấp trừ đi khấu hao cho năm tương ứng sẽ bằng tài sản cố định cuối kỳ. Tài sản cố định đầu kỳ vào năm thứ nhất sẽ bằng với khoản đầu tư để xây dựng nhà máy trong năm 0. Do đó chúng ta phải nhân 80% với số tiền đầu tư trong 3 kịch bản. Hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng hàm CHUS. Hàm CHUS hoạt động dựa trên giá trị chỉ mục của nó. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một giá trị liên quan đến 3 trường hợp. Là thứ nhất, trường hợp thứ hai hoặc trường hợp thứ ba, tùy theo trường hợp mà chúng ta đang chọn ở sheet các yếu tố. Điều này cho phép chúng ta lựa chọn các kịch bản khác nhau trong các mô hình của chúng ta và cho phép chúng ta chuyển giữa các trường hợp một cách rất là linh hoạt. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính chi phí nâng cấp trong năm đầu tiên. Nó sẽ được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm trong kế hoạch đầu tư cho năm thứ nhất nhân với tổng mức đầu tư của dự án. Để tính toán khấu hao, chúng ta phải xây dựng một bảng phân bổ khấu hao. Khấu hao ở năm 1, năm 2, năm 3 và các năm tiếp theo nữa đều có giá trị khác nhau. Bởi từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm chúng ta đều bổ sung thêm 3% chi phí nâng cấp. Do đó, chúng ta cần có bảng phân bổ để cho chúng ta thấy chính xác số tiền khấu hao đã được tích lũy mỗi năm. Số tiền chúng ta đã đầu tư vào năm thứ nhất bị khấu hao trong 10 năm. Vì vậy, chúng ta có thể dễ dàng chia cho 10 và tính được số tiền được khấu hao mỗi năm. Phần còn lại của CAPEX vẫn chưa được duy trì. Vì vậy, đây sẽ là DNA của chúng ta cho năm đầu tiên. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành bảng tính cho năm thứ nhất và tính được tài sản cố định cuối kỳ cho năm thứ nhất. Và đây cũng chính là tài sản cố định đầu kỳ của năm thứ hai. Bởi tài sản cố định cuối kỳ của năm trước cũng chính là tài sản cố định đầu kỳ của năm sau đó. Sau đó chúng ta có thể sử dụng cùng một công thức như công thức chúng ta có ở bên trái để tính toán chi phí nâng cấp cho toàn bộ bảng. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại khấu hao. Khấu hao rất dễ tính toán. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tính toán phần khấu hao thêm của các khoản đầu tư chúng ta đã thực hiện trong suốt những năm qua. Vì vậy, ví dụ trong năm đầu tiên, chúng ta đã chi 38 triệu cho chi phí nâng cấp và 3,8 triệu trong số này sẽ được khấu hao mỗi năm cho đến hết phần còn lại giai đoạn dự báo. Và sau đó, mức khấu hao cho năm thứ hai sẽ bằng với tổng của khấu hao cho chi phí nâng cấp trong năm 0 và khấu hao cho chi phí nâng cấp trong năm đầu tiên. Tiếp tục thực hiện theo công thức này và chúng ta sẽ hoàn thành bảng hạch toán khấu hao tài sản cố định. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.